gia đình nồi cơm hiệu Subo, giá 790 ngàn. Cái nồi của nó là theo kiểu nồi cơm niêu. Rồi bây giờ đi về, mua sắm đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like, subscribe, ủng hộ kênh gia đình Sâu Sóc nhé. Thank you. Thank you. Thank you so much. Being emotional.